Bệnh khớp dạng thấp là tình trạng viêm đặc hiệu chiếm khoảng từ 0,5 đến 2% dân số. Bệnh xảy ra ở khớp dẫn đến tổn thương màng hoạt dịch, sụn khớp, đầu xương dưới sụn, từ đó gây ra trạng thái xương khớp đau nhức, sưng tấy hoặc co cứng khớp. Trong y học cổ truyền, viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp, đau nhức các khớp đều thuộc phạm vi chứng tý. Nguyên nhân gây bệnh do vệ khí của cơ thể không đầy đủ, các tà khí như phong, hàn thấp và nhiệt xâm phạm vào hệ cơ, khớp xương ở tứ chi và cơ nhục, sự vận hành của kinh lạc, khí huyết không thông gây sưng nóng đỏ, đau các khớp xương. Theo cuốn Bệnh học và điều trị nội khoa, viêm khớp dạng thấp có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng tập trung 80% ở độ tuổi trung niên, người già. Nguyên nhân do khí huyết suy dẫn đến can thận hư không chủ được cốt tủy, can huyết hư không nuôi được dưỡng đầy đủ làm xương và khớp bị thoái hóa như biến dạng khớp, khớp bị dính, cơ bị teo. Ngoài ra, tỷ lệ mắc bệnh ở phụ nữ cao hơn ở nam giới, cụ thể là 2,5/1. Các triệu chứng điển hình mà bạn có thể dễ dàng nhận ra viêm khớp dạng thấp bao gồm đau mỏi các khớp, đau tăng hoặc tái phát, bệnh mãn tính do ngoại tà xâm nhập. Nếu đau chủ yếu do hàn gọi là thống tý, thiên về thấp gọi là trước tý, còn nếu thiên về phong gọi là hành tý. Kết hợp thuốc và châm cứu trị viêm khớp dạng thấp, từ rất lâu ông cha ta đã ứng dụng nguồn thảo dược phong phú nước nhà kết hợp với châm cứu vào điều trị viêm khớp dạng thấp. Với trường hợp sưng đau hoặc đau mỏi các khớp gân thớ thịt, đau khi di chuyển đôi khi mất hẳn nhưng tự nhiên lại xuất hiện sưng đau, người bệnh sợ gió, rêu lưỡi trắng, mạch phù, thì sử dụng bài thuốc phòng phong thang. Bài thuốc gồm phòng phong 16g, cát căn 16g, xích phục linh 12g, hoàng cầm 12g, xuyên quy 16g, hạnh nhân 8g, cam thảo 6g, khương hoạt 10g, tần giao 12g, quế chi 8g. Sau khi chuẩn bị đủ, đem hạnh nhân bỏ vỏ, xuyên quy tầm rượu, quế chi cạo bỏ vỏ, 10 vị trên kết hợp cùng 1600ml nước, sắc uống, loại bỏ bã, lấy 200ml nước, chia đều thành 5 phần, ngày uống 4 phần, tối uống 1 phần, nên uống khi thuốc còn ấm để phát huy hiệu quả của thuốc. Bên cạnh việc dùng thuốc, người bệnh cần kết hợp cùng với phương pháp châm cứu để đạt hiệu quả tốt nhất. Trong đó, các huyệt cần châm bao gồm huyệt xung quanh vị trí đau, huyệt phong môn, huyệt huyết hải, phong trì, túc tam lý. Các bậc thầy trong điều trị xương khớp, viêm khớp dạng thấp cho hay các phương pháp điều trị trên đều nhằm lưu thông khí huyết ở cân xương, đưa tà khí ra ngoài, bồi bổ khí huyết can thận để chống tái phát và ngăn ngừa các hiện tượng thoái hóa khớp, biến dạng khớp, teo cơ, cứng khớp nhằm phục hồi chức năng bình thường của cơ xương khớp. Phương pháp điều trị là khu phong tán hàn trừ thấp. Người thầy thuốc sẽ căn cứ vào nguyên nhân gây bệnh, thiên về phong hay hàn hoặc thấp, căn cứ vào quá trình sinh bệnh, mới mắc hay đã tái phát nhiều lần. Nếu mới mắc thì lấy trừ tà là chính. Nếu bệnh là bệnh nhân lâu ngày, vừa phù chính vừa trừ tà để tránh tái phát và đề phòng những biến chứng, những cố tật sau này. Bản chất của viêm khớp dạng thấp là thấp khớp, gây hủy hoại khớp. Một cách đối xứng khiến cho bệnh đau đớn cực độ, nếu không phát hiện xử lý kịp thời sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm khó lường. Theo đó, ngay khi nhận thấy các triệu chứng của bệnh, bạn nên tới cơ sở y tế uy tín để thăm khám và điều trị đúng cách, kịp thời. Hy vọng những thông tin hữu ích vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm nhiều kiến thức trong việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày của mình. Đừng quên nhấn nút đăng ký, like, bình luận và chia sẻ.
Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu bạn đang có nhu cầu muốn tìm hiểu và học tập về y học cổ truyền, hãy nộp hồ sơ về trường Cao đẳng Dược Sài Gòn. Tại đây, trường sẽ liên tục tuyển sinh lớp y sĩ y học cổ truyền tại địa chỉ 215 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại tư vấn tuyển sinh 096 881 6981. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, like, bình luận và chia sẻ video ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!